Xin chào bạn và chào mừng bạn đã quay trở lại Khôi Ngọc. Cuối cùng thì mình đã mượn được em, đó chỉ là Lego Legion i700 2023 rồi các bạn ạ. Và là một người đang sử dụng em phiên bản 2022, mình sẽ chia sẻ với bạn những điểm mình thích và những điểm mình không thích ở phiên bản đổi mới 2023 này. Nói thật, thời điểm hiện tại làm hơi muộn một tí, nhưng đến bây giờ mình mới mượn được em nó các bạn ạ. Khi mà đây, mức giá của nó thời điểm hiện tại nó sẽ loanh quanh khoảng tầm là 8 triệu gì đó. Chi tiết có gì hay, có gì thú vị mà bạn đón xem trong video này nhá. Và như bạn đang thấy thì ở trên tay trái của mình sẽ là chiếc i700 2022, còn ở bên tay phải sẽ là chiếc i700 2023. Và cái điều mình dễ dàng nhận ra nhất khi mà cầm phiên bản đó chỉ 2023 ấy, đó chính là phần mặt lưng nhá. Nó sẽ làm bằng kim loại, thành ra cảm giác cầm nó mát lạnh hơn rất là nhiều nếu mà so sánh với phiên bản 2022. Và cái phiên bản 2023 này ấy, thì mình nghĩ rằng cảm giác cầm của nó sẽ thoải mái hơn nhờ việc trọng lượng đã giảm đi một chút. Ở cái phiên bản 2023 ấy, thì mình thấy rằng cảm giác cầm của nó nhá, trọng lượng sẽ chỉ là 350g. Còn với phiên bản 2022 ấy, nó đầm tay hơn rõ ràng luôn, trọng lượng sẽ là 375g, tính ra chênh nhau cỡ khoảng tầm 25g gì đó. Nhưng một cái sự khác biệt rõ ràng nhất mà mình cảm thấy được đó chính là cái phiên bản 2022 ấy, cầm của nó sẽ dày tay hơn đáng kể nếu mà so sánh phiên bản 2023. Như bạn thấy, phiên bản 2023 ấy, nó đập bẹp sát mỏng hơn rất nhiều nếu mà so sánh phiên bản 2022 mình đang có. Nhưng với cái thiết kế này ấy, thì bạn sẽ nhận ra một điều ở cái phiên bản 2023 nhá, thì chúng ta đã bị lược bỏ đi phím game mode ở trên phiên bản 2022 rồi. Cái phím game mode này là một cái phím mình thấy tương đối thích. Và cái phần viền ở phiên bản 2023 ấy, nó cũng sẽ không được sáng bóng hoặc làm dạng phay xước như ở trên phiên bản 2022 nữa. Nhưng bù lại một cái, đó chính là phần mặt lưng ở phiên bản 2023 ấy, nó sẽ ít bám mồ hôi, dấu vân tay hơn nếu mà so sánh phiên bản 2022. Phiên bản 2022 nhá, mặc dù mặt lưng này được làm mờ rồi, tuy nhiên nó vẫn bám rất nhiều mồ hôi, dấu vân tay và nhìn ấy, khi mà nghiêng ra cực kỳ bẩn luôn các bạn ạ. Và một trong những lý do khiến phiên bản 2022 nó dày hơn phiên bản 2023 ấy, đó chỉ ở phiên bản 2022 ấy, chúng ta vẫn sẽ có cái rắc 3.5mm. Trong khi đó với phiên bản 2023 ấy, thì chúng ta đã bị cắt hoàn toàn đi cái rắc 3.5mm rồi. Như bạn thấy nhá, chúng ta sẽ không còn cái rắc 3.5mm nữa. Nhưng bù lại các bạn sẽ có thêm một cái cổng sạc ở đây. Với phiên bản 2022 ấy, chúng ta sẽ chỉ có duy nhất một cổng sạc. Nhưng với phiên bản 2023 bạn sẽ có đến hai cổng sạc luôn nhá. Các bạn sạc ở phần cạnh hông cũng được, các bạn sạc ở phần cạnh dưới máy cũng được luôn. Còn về phần màn hình nhá, thì mình rằng không khác biệt nhau quá nhiều, chỉ có phần đó chỉ là camera selfie ở phiên bản 2023 ấy, nó sẽ được điều chỉnh căn ra giữa, còn phiên bản 2022 nó bị lệch các bạn ạ. Đây vẫn là một tấm nền nó IPS LCD nhưng mà cực kỳ chất lượng luôn. Khi mà đây mình thấy rằng độ phân giải của nó sẽ là 2K này, 2560x1660. Tiếp theo đó ở phiên bản 2022 ấy, cũng như ở phiên bản 2023, kích thước của nó sẽ đều là 8.8 inch. Và mình đang dùng phiên bản 2022, mình thấy rằng cái màn hình này, một cái màn hình nó quá chất lượng rồi. Về độ sáng này, so về khả năng hiển thị HDR các thứ vân vân, mình xem Netflix đều ngon lành nào các bạn ạ. Và phiên bản 2023 nó cũng vậy. Tuy nhiên chúng ta sẽ nâng cấp lên một tí nhá, tần số quét lên 144Hz. Với cá nhân mình thì thấy rằng cái này hơi dư thừa một tí. Còn ở cái phiên bản 2022 như mình đang dùng ấy, nó chỉ có tần số quét đó chỉ là 120Hz mà thôi. Nhưng với mình 120Hz đã là quá đủ rồi các bạn ạ. Màn hình này nếu mà so sánh với màn hình máy tính bảng bình thường ấy, mình nghĩ rằng nó vẫn rất ok luôn. Độ sáng tối đa sẽ lên ngưỡng đó chính là 500 nit. Và mình nghĩ rằng màn hình này mà bạn xem những nội dung ở trên YouTube này, xem HDR này, xem Netflix, nó rất ok luôn. Bản thân mình cũng thường xuyên cày những bộ phim Netflix ở trên cái M2022 của mình. Với cá nhân mình, bạn nào mà thích xem phim, thích giải trí ấy, thì bạn có thể dùng em này nhá, bởi vì nó cực kỳ ngon lành anh đào luôn. Các bạn thay vì lựa chọn những chiếc iPad mini 6 ấy, thì các bạn có thể lựa chọn em này, bởi vì màn hình thực tế mà so sánh với iPad mini 6 ấy, màn hình của em nó chỉ là i700 này, nó sẽ ngon hơn các bạn ạ, khi mà cho khả năng hiển thị HDR, màu sắc thứ, nó cực kỳ ổn. Và bây giờ để các bạn nghe thử loa em này ấy, thì mình sẽ bật một bài hát để bạn dễ dàng hình dung, bởi vì loa này nghe rất to. Nói chung loa này thì rất là to, tuy nhiên chưa có hay nhá, bát mình đập chưa sâu các bạn ạ. Nhưng dù sao để mà trải nghiệm giải trí xem phim ấy thì đây vẫn một chiếc loa ok luôn. Em này thì mình nghĩ rằng ấy, chúng ta vẫn sẽ có chuẩn đó chèo Wi-Fi L1 khi bạn xem luôn. Cụ thể đây, khi bạn kéo nhá, chúng ta thấy Wi-Fi L1 hỗ trợ đầy đủ chuẩn như Dolby Vision, HDR10, HLG. Và nó sẽ hỗ trợ tần số quét tối đa đến 140Hz. Tuy nhiên mình nhận ra một vấn đề khi mình xem Netflix ấy. Cụ thể như bạn thấy đây, mình bấm vào xem Batman nhá, thì nó sẽ gặp một cái liên quan việc, đó chính là thời điểm hiện tại các bạn sẽ không thể xem một bộ phim nào được. Nó sẽ hiển thị một dòng chữ, đó chính là có vẻ các bạn đang sử dụng dịch vụ VPN. Mình không rõ cái này là vấn đề gì, mặc dù mình đã check đi check lại rồi, máy không hề bật VPN hay bất kỳ một cái gì cả. Tuy nhiên cứ khi vào xem Netflix ấy, nó lại hiện thông báo đấy các bạn ạ.
Đây, như bạn thấy thì cái phần VPN nhá, mình cũng sẽ không bật bất kỳ một cái VPN gì cả. Tiếp theo liên quan phần đó chỉ là DNS ấy, mình cũng sẽ off luôn. Đấy, không hiểu tại sao cái máy của mình nó lại bị như vậy. Nếu bạn nào biết ấy, thì bạn có thể comment bên dưới nhá. Mình thì là một người thường xuyên xem Netflix, thành ra cái yếu tố này mình quan tâm rất là nhiều. Khi mà mẫu máy này chúng ta mặc dù có Wi-Fi L1 nhưng mà nó cứ bị thông báo lỗi VPN, mình cũng đã tìm cách rồi mà chưa tắt được bạn ạ. Tiếp theo về phần cấu hình ấy, thì so với phiên bản 2022 mình đang có ấy, chỉ là 870, thì lên đến phiên bản này chúng ta sẽ có chip mạnh hơn đáng kể, đó chỉ là Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Đây là một chip mà xét về những yếu tố hiệu năng, điểm số nó đều cao hơn rất là nhiều nếu mà so sánh với phiên bản mình đang dùng. Cái phiên bản mình dùng các bạn chơi những tựa game làng nhà như PUBG, Liên Quân chúng ta vẫn chơi được. Còn với con này ấy, thì bạn có thể chơi tựa game Genshin Impact nhá. Và quan trọng là khả năng tản nhiệt của nó cũng sẽ ngon hơn. Cái phiên bản mình đang có đây đó chính là 12GB RAM, cũng như là phiên bản bố trong là 256GB. Và hiện tại với phiên bản 2023 như này, mức giá của nó sẽ là 8.409.000. Hôm trước thì mình cũng có băn khoăn giữa việc lựa chọn phiên bản 2022 hay 2023, nhưng thực tế là cái phiên bản 2023 như này thì cấu hình của nó mạnh và mình thấy rằng mình không cần thiết quá, vậy nên mình đã lựa chọn phiên bản 2022. Còn bạn nào chúng ta thích chơi game ấy, các bạn có thể lựa chọn em này nhá. Và mình cũng xin cảm ơn Hùng Mobile đã cho mình mượn cái mẫu máy đó chỉ là i700 2023 này. Bạn nào quan tâm ấy, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Sơ qua một chút phần điểm số nhá. Cụ thể với phiên bản Auto V10.2.1 như mình đang có đấy, điểm số của nó đạt đến ngưỡng đó chỉ là 1.332.000 điểm. Và rõ ràng đây là một cái điểm số rất cao. Nhiệt độ sẽ tăng ngưỡng đó chỉ là 8 độ C, phần trăm pin giảm sẽ là 8%. Và cái phiên bản ở đây ấy, thì mình thấy rằng cái phần bộ nhớ của nó nhá cũng sẽ chuẩn đó chỉ là US 3.1 ở đây. Đây là những cái điểm số đơn nhân và đa nhân trên một cái mẫu máy mà mặt lưng kim loại như này, khả năng tản nhiệt của nó rất là ngon. Cái điểm số đơn nhân của nó sẽ 1856, còn đa nhân sẽ 4798. Tiếp theo với cái phần đó là Cebu Toting Test nhá, chúng mình đã test rồi thì mình thấy rằng ấy, cái phần biểu đồ của nó nhá gần như là xanh hoàn toàn luôn và nó sẽ ở ngưỡng khoảng tầm là từ 90% đổ lên. Với cái máy tính bảng như mình đang có đấy thì nó đã chạy trên phiên bản đó chỉ là ZUI 15 rồi. Cái mẫu máy 2022 thời điểm hiện tại của mình ấy, nó vẫn đang chạy trên phiên bản chính thức đó chỉ là ZUI 14 các bạn ạ. Và mình thấy rằng cái phiên bản ZUI 15 này ấy, nó sẽ ngon hơn nếu mà so sánh phiên bản ZUI 14 mình đang dùng. Cái phiên bản ZUI 15 này chúng ta sẽ dựa trên nền tảng Android 13. Và theo mình nghĩ rằng ấy, sắp tới em này cũng sẽ có những phiên bản update Android mới rồi. Ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có những tính năng quen thuộc của ZUI ở đây. Ví dụ như One Vision này cho phép bạn đó chỉ là floating màn hình, nói chung là đủ các kiểu là đều luôn. Hay là chúng ta sẽ có những cái như bút và bàn phím, cái này thì bạn sẽ mua phụ kiện bên ngoài nhá. Hay một loạt những tính năng khác như PC mode, key mapping, nói chung là đủ các kiểu luôn. Bạn nào mà chúng ta muốn mua tay cầm rời bên ngoài lắp cũng được luôn. Nhưng lưu ý một điều ấy, mình thấy rằng ở cái phiên bản này ấy, hiện tại chúng ta sẽ chỉ có tiếng Anh mà thôi nhá. Em này thì mình đã thử cài set AD rồi, tuy nhiên thời điểm tại mình vẫn chưa thấy cái dòng nào cho phép chúng ta có thể gọi là chuyển sang tiếng Việt các bạn ạ. Nếu mà bạn nào biết ấy, thì chúng ta hãy comment bên dưới. Một điều nâng cấp nữa ở phiên bản 2023 này, đó là chúng ta có camera kép ở phía sau. Cụ thể ống kính 13MP cũng như ống kính macro 20MP ở đây. Nhưng với cá nhân mình ấy, cái là một cái tương đối dư thừa. Bởi vì hiếm khi nào chúng ta dùng camera macro ở trên cái máy tính bảng này để chụp ảnh các bạn ạ. Thực sự nó tương đối hiếm ấy. Cuối cùng là về pin nhá, thì dung lượng của nó vẫn sẽ vậy, sạc cũng vẫn sẽ vậy các bạn ạ. Pin 6550 mAh cũng là sạc nhanh 45W. Về cơ bản mình thấy rằng ấy, em này nó sẽ có một chút sự thay đổi liên quan phần cổng sạc. Cá nhân mình thấy thì chúng ta sẽ có thêm một cái cổng sạc đây, nhưng các bạn biết điều gì không? Cổng sạc này nó sẽ không có tính năng sạc nhanh các bạn nhá. Cả hai cổng sạc đều không có tính năng sạc nhanh. Đây là một điều mình phải nhấn mạnh như vậy. Mà chúng ta sẽ chỉ có duy nhất cái tính năng đó chính là các bạn sẽ có thể dùng đồng thời vừa sạc vừa đeo tai nghe. Để nói chính xác ra thì cái việc chúng ta cắt bỏ đi cái jack 3.5mm và thay vào đó một cái cổng Type-C, mục đích chính là để thay vào cái cổng 3.5mm. Các bạn cắm tai nghe Type-C vào các bạn ạ. Để điều mình thấy rằng hơi tiếc một tí, mình vẫn thích cái jack 3.5mm hơn là một cái cổng Type-C thêm như này. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ bạn với em Lenovo Legion i700 phiên bản 2023 này. Cá nhân mình giá với những bạn nào chúng ta có nhu cầu chơi game, các bạn nâng cấp lên em này cũng được thôi. Bởi vì thực tế con Snapdragon 8 cộng Gen 1 ở trên mẫu máy này nó khai thác được tối đa hiệu năng nhá. Khi mà chúng ta sẽ có cái phần tản nhiệt nó ngon lành như nào hơn nhờ phần mặt lưng được làm bằng kim loại, thoát nhiệt ngon hơn nếu mà so sánh với mẫu máy i700 2022 mình đang dùng. Cái mặt lưng của nó bằng nhựa, thực sự em mặt lưng này mặc dù bằng nhựa nhá, nó thoát nhiệt cũng rất là ngon rồi, nhưng với phần mặt lưng kim loại này nó sẽ còn ngon hơn nữa. Những yếu tố mình thích ở đây như kiểu phần màn hình này, sau đó là phần cổng sạc ấy, nó vẫn sẽ giữ nguyên, thậm chí chúng ta bổ sung thêm một phần cổng sạc nữa ở đây. Tuy nhiên có một số điều mình thấy rằng nó hơi băn khoăn một tí, đó chính là không hiểu tại sao ở cái phần khi mình xem Netflix ấy, nó báo bị lỗi VPN như vậy. Nếu bạn nào biết ấy, bạn hãy cứ comment bên dưới để giúp mình chỉnh sửa cái phần này nhá. Còn hôm sau ấy thì mình sẽ có một cái bài đánh giá chi tiết về em này khi mà chúng ta sẽ đến khả năng chơi game. Và một lần nữa ấy, thì mình xin cảm ơn cửa hàng Hùng Mobile đã cho mình mượn cái mẫu máy này. Bạn nào mua ấy thì link mình sẽ để bên dưới phần mô tả bạn dễ dàng tham khảo nhá. Còn bây giờ xin chào hẹn bạn trong lần sau. Nhấn like và subscribe không ngão nhá. Bye bye.